Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2021, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 26 ca dương tính mới, trong đó có 25 ca cộng đồng. Các trường hợp mắc mới có địa chỉ cư trú như sau: thành phố Bến Tre 13 ca, huyện Giồng Trôm 6 ca, huyện Mỏ Cày Nam 3 ca, huyện Châu Thành 2 ca, huyện Thành Phú 1 ca, huyện Chợ Lách 1 ca. Tổng số ca dân tính cộng dồn là 25.157 ca, F0 đưa vào điều trị tại nhà trong ngày 720 ca. Cộng dồn F0 đang điều trị tại nhà 14.240 ca, F0 kết thúc điều trị trong ngày 752 ca, cộng dồn F0 kết thúc điều trị 15.564 ca. Trong ngày Bến Tre có thêm 7 ca mắc COVID-19 tử chông, gồm Quyện Thành phố 1 ca, Quyện Chợ Lách 1 ca, Quyền Mở Kệ Nam 2 ca, Thành phố Bến Tre 1 ca, Quyện Châu Thành 1 ca, quyển Ba Tri 1 ca, tất cả các ca tử vong đều có bệnh nền. Ca tử vong ở quyển Ba Tri tuổi dưới 60 đã tiêm hai mũi vaccine, 6 trường hợp tử vong còn lại đều là người trên 60 tuổi và chưa tiêm vaccine. Cộng dồn số ca tử vong là 167 ca. Toàn tỉnh có 10.393 trường hợp đang cách ly, trong đó F1 8.775 trường hợp, F2 1.618 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế một trường hợp, cách ly y tế tại nhà nơi cư trú 10.392 trường hợp.